để nó tiện thì thầy đã tách toàn bộ tất cả các đề speaking này từ 15 cuốn đấy và một số cuốn đề khác để tạo thành hai cái tập như thế này, hai cái tập này. Đấy thì thầy mở cho bạn hai cái tập đó, thì thầy đã chia thành hai phần đây. Thế vậy các bạn thấy là thầy đã lọc toàn bộ từ các cuốn đề của Cambridge thành hai cái file thế này. Đấy và chúng ta nhìn vào đây. Ngon, thầy mở cho các bạn đã. Để hướng dẫn những bạn nào mà TIELTS thì chúng ta vừa học khoa học, nâng cao tiếng Anh học thuật, chúng ta vừa chuẩn bị cho cái TIELTS. Bởi vì vấn đề cái tiếng Anh học thuật này chính là cái kiến thức để chúng mình thi. Nhưng mà để chúng mình có thể điểm tốt thì chúng ta cần phải làm các đề dễ áp lực về thời gian. Đấy, thêm mỗi điều đó thôi. Đấy, thế bạn nhìn vào đây. Đấy. Thế vậy thầy đã sắp xếp tất cả các đề speaking như thế này. Đấy. Thế vậy các bạn thấy là chúng ta nhìn vào đây thì chúng ta sẽ chuẩn bị. Thế vậy các bạn thấy ở trong đây nó có một liên quan đến cái chủ đề từ hôm nay chúng mình học. Nó nói về vấn đề difficult jobs và personal và career success. Thế vậy có nghĩa là cái phần từ vựng để trả lời câu hỏi này liên quan đến cái chủ đề từ vựng thầy dạy các bạn. Đó là work and job. Đấy. Cho nên các bạn sẽ học cái vốn từ như ngày hôm nay thầy dạy các bạn. Thì các bạn sẽ có một cái từ vựng tốt để trả lời những câu hỏi này. Ngoài ra thì những bài đọc thì gửi cho các bạn sẽ có thêm phần ideas. Đấy, và chúng ta sẽ tự đọc những cái bài đọc ở trong các nguồn báo thầy soạn cho các bạn hàng ngày. Thế vậy các bạn thấy là chúng ta sẽ cần phải quan tâm đến phần số 3. Thì cái phần số 3 này nó chính là liên quan đến, hay đây cũng tương tự như vậy. Đây tiếp tục là những câu hỏi liên quan đến chủ đề về work and jobs. Đấy, what kind of job do young people not want to do in the country? Who is the best at advising young people about choosing a job, teacher or parents? But is money always the most important thing when choosing a job? Thế vậy tiền có phải là một yếu tố quan trọng nhất khi chúng mình chọn công việc hay không? Thế vậy cái này có liên quan đến vấn đề là chúng ta trong chuyên học chúng ta có cụm từ là financial reward. Đấy. Thế vậy cái financial reward chính là một cái lý do để chúng mình chọn việc. Nhưng nó có phải là lý do quan trọng nhất hay không? Thì các bạn thấy là ít nhất đây là những cái câu hỏi mà liên quan đến cái từ vựng chủ đề work and job thì dạy các bạn ngày hôm nay. Hay tương tự, nó học bài là vấn đề work life balance. Đấy, thế vậy các bạn thấy. Do you agree that many people nowadays use are under pressure to work long hours but take less holiday? Đấy, nói vấn đề work life balance. But what is the impact on society of people having poor work life balance? Thế vậy các bạn thấy. But would you recommend some effective strategy for government and employers to ensure people have good work-life balance? Thế vậy rõ ràng để trả lời tốt những câu hỏi này thì các bạn sẽ cần phải có cái vốn từ hôm nay thì dạy các bạn. Cho nên các bạn nhớ là những cái từ vựng để dạy các bạn nó không chỉ cho phần writing mà nó cho phần speaking. Đặc biệt là phần part 3, cái phần mà đòi hỏi chúng ta có vốn từ học thuật nhiều nhất. Đấy. Cho nên thầy sẽ gửi cho các bạn hai cái tập. Đấy, mỗi tập này gồm có 30 trang, tức là 30 đề. Đấy, đây là phần 1. Đúng không? 30 đề. Đấy, và thầy gửi tiếp cho các bạn phần 2. Thầy đã chuẩn bị như thế này. Đấy, đây là file 1, file 2. Và các bạn lại có tiếp tục chắc là tầm khoảng 30 đề nữa. Thế vậy chúng ta có 60 đề. Để các bạn nhìn vào cái phần task 3 và các bạn sẽ chia các câu hỏi theo chủ đề và gắn nó với cái phần từ vựng theo dạy các bạn. Đấy. Thế vậy các bạn tiếp tục các bạn nhìn thấy 30 đề nữa. Thế vậy chúng ta có 60 đề và chúng ta sẽ gắn mỗi một cái đề này. Đấy, ví dụ như cái từ vựng đây thì nó sẽ liên quan đến cái từ vựng chủ đề thì dạy các bạn. Đó là chủ đề về urban life. Đấy. Thế vậy các bạn sẽ chia những cái câu hỏi này theo chủ đề và chúng ta sẽ gắn với phần từ vựng để dạy các bạn. Thì đây là cách các bạn chuẩn bị. Chúng ta gắn, đúng nhỉ? Cách chúng mình trả lời chuẩn bị cho phần speaking. Đấy, về cái cạnh từ vựng. Và khi mà chúng mình trả lời những câu hỏi này thì các bạn thấy xem chúng mình cần cái idea gì thì các bạn sẽ cần tìm các bài đọc tương ứng để chúng mình đọc. Và thông qua đó chúng mình sẽ có được cái kiến thức.
để chúng mình trả lời. Đấy. Thế còn khi phòng thi thì các bạn chỉ cần kiểm soát yếu tố về fluency. Đấy. Và yếu tố về clarity. Yếu tố phát âm. Pronunciation. Thế còn hai yếu tố này các bạn phải kiểm soát trong quá trình chúng mình học. Đấy, thì vậy thầy sẽ gửi cho các bạn để các bạn biết cách để chúng ta tự làm sắp xếp các câu hỏi theo chủ đề. Và từ đó các bạn sẽ thấy xem những cái chủ đề từ vựng để dạy các bạn chính là chủ về chủ đề từ vựng chuyên gia cho phần speaking. Đấy, nói như vậy để các bạn thấy rằng là khi chúng mình học từ vựng là chúng ta sẽ gắn với các kỳ thi chuẩn hóa, trong đó có kỳ thi IELTS. Và bây giờ thì sẽ mời các bạn bước vào cái phần từ vựng mà nó là một chủ đề từ vựng rất quan trọng. Tất cả những chủ đề từ vựng để dạy các bạn trước đến nay và sẽ dạy nó đều gắn với kỳ thi IELTS, cả phần writing và phần speaking. Đấy, nói như vậy để nếu các bạn thi kỳ thi này thì các bạn hiểu là chúng ta đang được nâng cao một cái nền tảng từ vựng rất là tốt. Và đọc hàng ngày thì chúng ta sẽ có được một cái kiến thức để chúng mình trả lời những câu hỏi. Thế bây giờ thì thầy sẽ, đúng nhỉ, các bạn nhớ là các bạn phải có một cuốn vở trước mặt và một cái bút. Và trong quá trình mà thầy gõ cái từ đấy vào từ điển và thầy gợi ý các bạn cái từ này bằng những từ nào, các bạn ghi lại cái simile và cái location. Đấy, thì các bạn cố gắng là chúng ta phải check nó lại nhé. Đấy, chứ thầy không viết lên trên mặt màn hình và các bạn ngồi các bạn check. Cái điều đó nó sẽ làm giảm lại cái quá trình học. Và bây giờ thì sẽ mở một cái từ điển ra để thầy với các bạn cùng giao tiếp với nhau. Ok. Vậy thì chúng ta bắt đầu sẵn sàng này. Để học cái tập từ vựng rất quan trọng này. Các bạn có cái từ đầu tiên. Đó là cái từ a fulfilling job. Thế vậy thầy sẽ tra cho bạn cái từ này. Đấy, để chúng ta hiểu nghĩa. Xong đó thầy cho các bạn cái synonym. Chúng ta phải hiểu nghĩa trước đã. Fulfilling. Thế vậy cái từ fulfilling ở đây là making you feel happy. Right. Satisfied because you are doing interesting. Is for most important thing. Thế vậy cái từ này có nghĩa là hài lòng. Đấy, và nó bằng cái từ satisfy. Thế vậy các bạn làm một công việc mà bạn thích. Đấy, thì cái từ đó nó gọi là fulfilling job. Và bạn có thể thay vào một cái từ synonym. Bây giờ chúng ta nên học một cái từ đấy cùng thêm một cái synonym của nó. Đấy, thì chúng ta có từ satisfy. Đấy, các bạn nhớ ghi vào nhé. Đấy, ngoài ra thì chúng ta có một cái cụm từ để chỉ cái sự hài lòng cho công việc. Đấy. Thì thầy gõ cho bạn cái từ này. Các bạn sẽ có cái từ nó gọi là job satisfaction. Job satisfaction. Đấy, ví dụ như thầy nói rằng là dạy học nó mang lại làm công việc ưa thích của tôi. Teaching gives me, offers me job satisfaction. Đấy, thế vậy dạy học nó mang lại cho tôi niềm vui. Thế vậy các bạn sẽ ghi lại cho thầy. Đấy, cái từ tiếp liên quan đó là từ job satisfaction. Đấy, chúng mình đang được học những cái từ vựng rất là quan trọng. Các bạn muốn nói và viết tốt thì bạn phải có vốn từ. Đấy, và chúng ta đọc thì chúng mình sẽ nhớ và hiểu. Cái từ tiếp theo chúng mình có đó là từ demanding job. Và tiếp tục chúng lại tra cái từ demanding. Để các bạn hiểu nghĩa, sau đó thì thầy sẽ cho tiếp tục cái synonym. Demanding. Thế vậy demanding ở đây các bạn hiểu được hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất chính là nghĩa mà chúng mình đang nói. Đó là needing a lot of ability, effort or skill. Các bạn cái từ này cũng nghĩa là một cái công việc mà nó rất là vất vả, cực nhọc, thì chúng ta gọi là demanding job. Đấy, đấy là một công việc vất vả. A demanding job. Có thể là vất vả cực nhọc về mặt thể chất đối với người lao động chân tay physically, hoặc là có thể là đối với cả những người mà làm trong cái công tác xã hội chẳng hạn, emotionally demanding, hoặc những người làm công việc mang tính trí tuệ, đấy, nghiên cứu thì intellectually demanding. Chúng ta dùng những cái trạng từ để giải thích cho cái từ vất vả cực nhọc đó. Thế vậy các bạn sẽ có từ demanding job, chúng ta hiểu nghĩa của nó đúng không? Đấy. Còn các bạn không cần phải ghi nghĩa tiếng Việt, các bạn chỉ ghi cái synonym thôi, còn các bạn không biết các bạn đã tra từ điển tiếp. Đấy, thế vậy thầy sẽ gợi ý cho bạn một cái từ, đó là từ laborious. Thế vậy laborious, các bạn nhìn cái nghĩa của nó đây, take a lot of time and effort. Thế vậy chúng ta sẽ ghi bên cạnh cho thầy. Đấy, cái từ demanding. Đấy, đó là laborious. Đấy, job vất vả cực nhọc. Tất nhiên chúng ta sẽ tiếp tục mở rộng cái vốn từ này ở những bài đọc sau. Đấy, những bài đọc và những cái tập từ vựng tiếp. Các bạn có từ steady job thì cái từ này có nghĩa là công việc ổn định. Đấy, đúng cái từ nghĩa là công việc ổn định. Các bạn cũng hay nghe đến cái từ đó. Thế vậy steady job là một cái từ để chỉ công việc ổn định, thu nhập ổn định. Đấy. Thế vậy chúng ta nhìn vào nghĩa số 3. Đúng không? It's hard to find a steady, well-paying steady job. Steady này còn well-paying job. Này vừa được có lương cao lại vừa ổn định. Đấy, chúng ta phải đánh đổi các bạn, chứ không có chuyện được cả hai. Thế vậy cái từ steady job chúng mình hiểu đúng không? Và bây giờ thì sẽ cho các bạn một cái từ. Đấy, để bạn hiểu bạn thêm cái từ job steady job thì thầy sẽ có một cái từ thầy gợi ý cho các bạn. Đó là từ job security.
Thế vậy các bạn sẽ ghi thấy cái từ job security. Thế vậy cái từ điển này nó không có. Đấy, nhưng mà chắc chắn là sẽ phải có từ điển có. Thế vậy thầy sẽ tra cho bạn cái từ job security. Thế vậy từ điển này cũng không có. Đấy, nhưng không có nghĩa là nó không có. Đấy, có thể nó thiếu chẳng hạn trong cái database hoặc là cho vấn đề lỗi mạng. Như vậy thầy sẽ tra cái từ này vào đây. Thế vậy bạn sẽ có cái từ nó gọi là job security. Vậy job security là if you have job security, the job is likely to be permanent. Cho nên là công việc ổn định. Thế vậy bạn có từ job security. Đấy, bằng cái từ steady job. Đấy, thế vậy các bạn ghi bên cạnh cho thầy. Cái từ này, cái từ job security. Còn cái từ offer somebody a job thì chúng ta biết rồi là đúng cái nghĩa của nó là mời làm việc. Đấy, ví dụ như các bạn mới ra trường đúng không? Hoặc các bạn năm cuối các bạn đi thực tập. Đấy, thì các bạn, cái quá trình thực tập đấy chúng ta gọi là internship. Và trong quá trình thực tập thì các bạn sẽ được mời làm việc. Sau khi kết thúc, các bạn tốt nghiệp thì người ta mời các bạn làm việc bởi vì người ta thấy, tức là người ta muốn nhận các bạn vào làm bởi vì bạn chứng minh được cái khả năng của bạn trong quá trình thực tập. Đấy, tất nhiên cái công việc ban đầu bạn vào chỉ làm công việc mà, cái từ mà nó muốn chỉ đây làm cái công việc mà ở cái vị trí ban đầu, cái thấp nhất trong công ty mà dành cho những người chưa có kinh nghiệm, thì bạn sẽ ghi thấy cái từ đó là từ entry level. Chúng ta ghi cái từ này, entry level. Đấy, thế vậy entry level ở đây là lowest level of an organization or type of work, tức là công việc ở vị trí thấp nhất mà dành cho những người mà chưa có nhiều kinh nghiệm. Đấy, thế vậy các bạn này quay lại cái từ chúng mình học ở đây, đúng không? Các bạn từ offer somebody a job và các bạn sẽ chỉ được nhận vào công việc nó gọi là entry level. Đấy, job. Thế còn khi mà chúng mình đã có được nhiều kinh nghiệm và chúng ta tích lũy được nhiều kiến thức thì các bạn sẽ được thăng tiến và chúng ta sẽ có một cái công việc đó gọi là công việc high power job. High power. Thế vậy high power các bạn hiểu được nghĩa số 2. Đấy. A high powered publisher. Thế vậy high power job là một công việc rất là quan trọng, đúng không? Important job. Ví dụ như một cái vị trí điều hành trong doanh nghiệp chẳng hạn, chứ được gọi là CEO. Đây là một vị trí điều hành trong doanh nghiệp. CEO. Chief Executive Officer, giám đốc điều hành, đúng không? Đấy, hoặc là một cái vị trí, có thể là một cái vị trí là CFO. Đấy. Thế vậy CFO là viết tắt của cái chữ, đúng không? Cái cụm từ này không có. Thế vậy đây là viết tắt của chữ Chief Financial Officer. Đấy, cũng là một cái vị trí rất là quan trọng cho doanh nghiệp. Thế vậy các bạn thấy là khi chúng ta dùng nhiều từ điển thì không, từ điển này không có, chúng ta lại sai từ điển khác. Đấy, chúng ta phải quen với một cái thế giới nó đa dạng như vậy. Đấy. Thế còn cái từ permanent job này, cái từ này này, thì nó khá là bằng cái từ steady job, là một cái việc lâu dài ổn định. Và nó có sự ngược lại với một cái từ công việc tạm thời. Thì cho các bạn, bây giờ thay vì cho một cái synonym, thì cho các bạn một cái từ ngược nghĩa, đó là từ temporary. Temporary. Thế vậy temporary, ở đây các bạn hiểu cho nghĩa ngược lại với từ permanent, chứ là các bạn chỉ làm công việc được một thời gian ngắn đấy. Đấy, cho nên chúng ta sẽ ghi bên một cái từ bên cạnh đây. Đấy, đó là temporary. Đấy. Ngoài ra thì buổi trước chúng mình học rồi, người Nhật thì có một cái chế độ làm việc suốt đời. Thì cái công việc đấy nó gọi là lifetime job. Đấy, như vậy chúng ta học như thế, những cái từ rất quan trọng như vậy và ghi vào. Các bạn hiểu là sau này không ai dạy các bạn từ này cả. Chúng ta càng học sớm thì khả năng đọc hiểu và nghe của chúng mình càng tốt. Và viết và nói càng tốt. Đấy, từ vựng học càng sớm càng tốt. Đấy, học và học từ nhiều nguồn. Đây là một cách học rất hiệu quả. Đúng không? Thế còn cái từ apply for a job thì đúng cái nghĩa là xin việc. Wow, và cái ứng viên đó, cái người xin việc đấy thì được gọi là ứng viên. Đấy, thì chúng ta gọi là applicant. Đấy. Applicant. Job applicant. Và thường thì một công ty phải có một cái vị trí mà cần tuyển. Đấy, thì nó gọi là vacancy, cái vị trí cần tuyển. Đúng không? Thì chúng ta apply for vacancy. Thế vậy vacancy các bạn hiểu được nghĩa một là a job that is available for someone to start doing to apply for. Đấy, đây gọi là job vacancy. Đấy, thì chúng ta apply for. Thế vậy các bạn thấy là xung quanh cái từ job thì đã cho các bạn rất nhiều cái collocation. Và bây giờ chúng ta chuyển sang cái từ tiếp theo là từ work. Work là một uncountable, còn job là một countable. Cho nên từ jobs các bạn phải có số nhiều, hoặc là nếu số ít thì another. Thế còn từ work là một uncountable. Và các bạn thấy nghĩa của nó rất đơn giản là carry out work. Carry out work, tức là tiến hành làm việc, tiến hành một công việc. Ví dụ bạn được giao việc, bây giờ bạn tiếp bắt đầu làm thì gọi là carry out work. Và khi bạn hoàn thành thì gọi là complete work. Đấy. Và khi bắt đầu là các bạn được giao một công việc, các bạn chính thức các bạn đảm đương công việc đó, thì bạn sẽ dùng từ
take on work. Thế với cái từ take on ở đây tức là take responsibility for. Bạn chính thức bạn đảm đương cái công việc này. Đấy, take on tức là take responsibility đấy, for đấy, a job. Các bạn được nhận việc. Đấy, ngoài từ take on thì nó nếu nó đi với cả là take somebody on đấy, thì nó sẽ nghĩa bằng từ tuyển dụng. Đó là từ hire, từ recruit, từ tuyển dụng. Đấy. Hay là từ employ. Đấy, thì đây là somebody on. Còn take something on thì gọi là take responsibility. Đấy, đúng cái từ take work, take on work. Thế còn cái từ work closely with thì chúng ta biết đấy gọi là làm việc chặt chẽ, hợp tác với ai. Và chúng ta có hai cái từ hợp tác. Chúng ta cũng ghi lại thôi. Đó là từ cooperate, động từ nhé. Đấy, đây là hợp tác. Cooperate. Cooperate. Và thường chúng ta thêm một cái word form chúng ta hay dùng. Đó là tính từ cooperative. Cooperative. Đấy, cho nên một cái dự án hợp tác chúng ta gọi là cooperative project. Đấy, hoặc là chúng ta có danh từ là cooperation. Còn trạng từ là cooperatively. Cooperative. Thế còn chúng ta có một cái từ tiếp cũng là hợp tác. Các bạn ghi lại cho thầy. Đó là từ collaborate. Collaborate. Thế vậy chúng ta có hai cái từ hợp tác. Đấy, các bạn ghi lại. Đúng không? Đó là từ cooperate và từ collaborate. Và nhớ thành cái word form của cái từ này. Chúng ta có tính từ mang tính hợp tác. Đó là từ collaborative. Collaborative work hoặc là project. Đúng không? Một cái dự án được hợp tác giữa nhiều bên. Đấy, thế vậy các bạn thấy rất là hay. Thế còn cái từ to be available to start work thì đúng cái nghĩa của nó rất là dễ hiểu. Ví dụ khi các bạn bạn xin một công việc và người ta hỏi các bạn là thế khi nào anh có thể bắt đầu sự công việc được, nếu anh được nhận. Đấy, thì các bạn hiểu được nghĩa là available to start work để người ta hiểu rằng là chúng ta sẵn sàng bước vào công việc luôn. Đấy, chứ không phải là xin việc em phải chờ vài tháng sau mới nghĩ làm được. Đấy, nó gọi là to be available to start work. Và các bạn nhớ là cái từ công việc thì nó có rất nhiều nghĩa. Ví dụ thầy thử tra cho các bạn để các bạn thử xem cái từ công việc thì nó có rất nhiều cái từ khác nhau. Ví dụ thầy tra cho bạn cái từ này, từ job, đúng không? Đấy, danh từ. Thế vậy các bạn kéo xuống đây thì chúng ta sẽ có rất nhiều các synonym. Đây thì dùng cái từ điển này, đúng không? Thầy gõ lại cái từ job, danh từ. Job. Thì các bạn thấy là có rất nhiều các synonym. Đấy, để chỉ một công việc. Ví dụ bạn có từ, đó là từ từ job, từ work, hai từ chúng ta học rồi đấy, từ profession cũng là từ công việc, và thường là công việc để chỉ những người có chuyên môn, special education, ví dụ như là kỹ sư, engineering đấy, học cái ngành cơ khí, hoặc là teaching, hoặc là đúng nhỉ, kiến thức như là về science đấy, scientist, researcher, thì những người làm công việc đó phải gọi là có tính chuyên môn thì các bạn dùng từ profession. Ngoài ra cái từ công việc thì bạn có thể dùng từ occupation. Hay occupation cũng là từ công việc. Đấy. Thế còn một cái công việc mà các bạn thử dự định làm cả đời, có thể một hoặc nhiều công việc các bạn theo đuổi cả đời, thì chúng ta gọi dùng cái từ đó là từ career. Thì cái đấy bạn hiểu nghĩa là sự nghiệp. Thế còn position là một cái vị trí trong một công ty. Đấy, một cái vị trí. Từ post cũng hiểu được nghĩa là một vị trí. Thế còn từ vacancy và chúng mình học với opening thì gọi là cái vị trí mà cần tuyển. Đấy, cần một người apply for. Đấy, thế vậy các bạn thấy là chúng ta có rất nhiều. Thế còn cái từ trade, cái từ trade ở đây các bạn hiểu tôi nghĩa là một công việc như thường liên quan đến nghề, nó gọi là nghề. Đấy, trade là nghề. Đấy, ví dụ như là công việc mà dùng lao động chân tay chẳng hạn. Thế còn employment là một danh từ chung để chỉ việc làm. Thế vậy các bạn thấy là chúng ta có rất nhiều cái synonym và chúng ta phải có sự phân biệt. Thế khi nói từ career là các bạn nói một công việc mà ta thường theo đuổi cả đời. Đấy, một việc hoặc có thể trong cuộc đời chúng ta làm nhiều việc, tính lại chính là sự nghiệp của chúng mình. Thế vậy khi chúng ta dùng từ career thì bạn sẽ có một số các collocation sau. Thứ nhất là bạn cần dùng cái từ là khi bạn tốt nghiệp đại học nhé. Xong thì bắt đầu là bạn bước vào làm việc thì bạn sẽ có cái từ là embark on a career. Thế vậy cái từ embark on a career đây các bạn hiểu trong nghĩa là start a career. Bắt đầu làm việc. Và bạn có thể thay bằng cái từ sau này. Đó là từ launch a career. Đấy. Bắt đầu một sự nghiệp. Launch a career. Đấy là một cái collocation. Đấy. Cái từ tiếp theo đó là từ have a career in. Thế vậy cái từ have a career in này các bạn hiểu đúng là theo đuổi hay là có cái sự nghiệp trong lĩnh vực gì đó. Mỗi người làm một mảng, ví dụ các bạn làm bác sĩ, y tá thì gọi là have a career in medicine. Và cái từ have ở đây bạn có thể thay bằng từ theo đuổi. Đấy, đó là từ pursue. Thế vậy chúng ta có thể dùng từ
pursue a career in medicine. Đấy. Và khi mà một cái trong một thường ở mỗi một đất nước, mỗi một nền văn hóa thì người ta sẽ nhìn nhận cái công việc theo cách khác nhau. Có những quốc gia thì xem những hình công việc này là một công việc thành công. Đấy. Và cái này nó khác nhau giữa các quốc gia. Ví dụ ở Mỹ chẳng hạn thì có thể là luật sư, bác sĩ. Như Việt Nam của chúng ta thì có thể là giáo viên hoặc các nhà khoa học chẳng hạn, hoặc chính trị. Đấy, thì đấy là một công việc rất là được gọi là thành công. Thế vậy khi chúng ta nói một công việc thành công, một công việc mà mọi người mong ước, thì chúng ta dùng cái thầy đó là cái từ brilliant career. Đấy, brilliant career. Và nó sẽ có một số từ sau. Thì gõ cho các bạn để các bạn ghi bên cạnh synonym để chỉ một công việc như vậy. Cái từ đó là từ glittering, tính từ nhé. Glittering. Khi được gõ từ glittering thì bạn nhìn thấy cái glocation. A glittering career. Đấy, có nghĩa là nó một cái từ synonym. Cho nên các bạn ghi bên cạnh cái từ này. Đấy, cái từ glittering. Đấy. Cái từ tiếp theo mà thầy gõ chắc nó cũng sẽ có cái từ career bên cạnh. Hoặc từ job. Đó là cái từ glamorous. Đấy, cái glocation. Glamorous. Thế vậy cái từ glamorous ở đây là một cái chỉ một cái công việc rất là attractive và exciting. Thế vậy ghi thầy cái từ glamorous nó bằng cái từ brilliant career, một công việc rất thành công. Thế một khi trong quá trình chúng mình làm việc thì nó sẽ vận động hình xin công việc của chúng mình nó lên xuống cái này. Đấy, và khi công việc của chúng mình nó đang theo hướng đi lên thì chúng ta dùng từ career take off, tức là thành công. Nhưng từ career take off ở đây các bạn hiểu được nghĩa là thành công. Và cái từ thành công này bạn có thể dùng động từ là succeed hoặc là từ thrive. Đấy. Thế vậy chúng ta có hai từ thành công là success hoặc là thrive. Đấy. Career take off. Đấy, giống như máy bay cất cánh take off. Thế còn một công việc mà phía trước nó hứa hẹn có một cái triển vọng tốt và nhiều cơ hội thì bạn sẽ dùng cái từ là từ promising career. Thế vậy khi chúng ta nói triển vọng công việc thì người ta hay dùng cái từ này. Đó là từ prospect. Đấy, các bạn nhớ là cái kiến thức về collocation của thầy rất là nhiều. Nhưng trong quá trình dạy là thầy sẽ nói ngay các bạn. Thế vậy cái từ prospect ở đây, các bạn hiểu theo cái nghĩa số 3, tức là khả năng thành công. Cho nên các bạn thấy nó có cái từ là job prospect. Job prospects for graduates don't look đấy, good. Cái triển vọng thành công của công việc. Cho nên khi chúng ta nói một cái công việc mà có promising career, có nghĩa là công việc đấy là gì nhỉ? Good. Đấy, job prospect. Đấy, chúng ta bằng cái từ promising career. Đằng trước rất nhiều cơ hội, opportunities. Chúng ta phải hiểu những cái từ vựng như thế này. Đấy, cứ nhẹ nhàng học từ vựng nó không thể học vội được. Học vội rồi cuối cùng là thành quên hết. Đấy, phí đi. Thế còn cái từ climb the career ladder thì các bạn hiểu là một cái ladder, nó là cái thang. Cho nên là khi chúng mình làm việc thì chúng ta sẽ được thăng tiến. Đấy, từng nấc thang trong công việc thì gọi là climb the career ladder. Tức là các bạn leo cao trong sự nghiệp của mình. Đấy, thế còn sự nghiệp kéo dài. Ví dụ các bạn có thể thấy một người mà người Nhật chẳng hạn, họ làm một cái công việc mà nó trong suốt cả đời thì có thể nó kéo dài đến 3-40 năm. Thì cái từ kéo dài đó các bạn sẽ dùng có thể cái động từ thêm nữa, động từ này này. Span. Đấy, thì gõ phát nó ra cả từ luôn này. A career which spanned nearly 60 years. Đấy, thế vậy các bạn ghi bên cạnh cho thầy một cái từ thay thế. Đấy, để chúng ta hiểu là chúng ta có một cái vốn từ synonym. Đây là cái học từ rất là hiệu quả. Đấy, và như vừa thầy chứng minh các bạn, nếu các bạn có thi IELTS thì các bạn hiểu rằng writing và speaking nó đòi hỏi các bạn phải có vốn từ, và những vốn từ đó là cần phải được học trong những tài liệu academic vocab. Đấy, rồi academic reading và academic writing. Còn IELTS sẽ chỉ là một kỳ thi đánh giá cái trình độ tiếng Anh học thuật mà thầy đang dạy các bạn. Cho nên khi chúng mình thi thì chúng mình phải có kiến thức. Bên cạnh kiến thức thì chúng mình phải làm đề để có kỹ năng. Đấy, nó phải thế các bạn ạ. Nhưng mà nếu không có kiến thức là quan trọng nhất. Kỹ năng nó chỉ mất một tháng, hai tháng là cùng. Nhưng mà kiến thức thì sẽ học càng lâu thì càng dày, càng nền tảng càng tốt. Đấy, và cái nick cuối cùng các bạn thi xong thì bạn nhìn lại có thể kỹ năng nó quên, nhưng mà kiến thức nó sẽ còn mãi và nó giúp các bạn thành công trong công việc. Thế còn cái đỉnh cao của sự nghiệp, nhưng mà các bạn đang ở cái đỉnh này. Đấy, thì gọi là at the height hoặc peak of somebody's career. Đấy. Và trong quá trình làm việc thì đương nhiên là chúng ta có thể cũng có những lúc mà đi xuống. Và khi mà chúng mình đi xuống này thì sẽ có một cái sự cố làm cho công việc của chúng mình nó phải đi xuống. Thì cái từ đó là chúng ta dùng cái từ là wreck hoặc là ruin somebody's career. Thế vậy có nghĩa là ví dụ như một người mà xảy ra một cái scandal. Đấy, thì cái scandal này nó hoàn toàn nó có thể là phá hủy cái sự nghiệp của một cá nhân. Đấy, thì gọi là wreck, ruin somebody's career. Ví dụ một bác sĩ chẳng hạn, người ta làm mãi một bác sĩ thì người ta sẽ giỏi. Nhưng khi đưa người ta về vị trí quản lý, người không quản lý tốt, cuối cùng là bản thân người ta phải chịu trách nhiệm về những cái thất thoát về tài chính.
Đấy, cuối cùng là họ phải đi tù, đúng không? Ví dụ như cái bác sĩ gì Tuấn mà chuyên gia về tim mạch ấy. Đấy, thì rõ ràng là bác là bác sĩ thì rất giỏi, nhưng bây giờ lại phải ngồi tù bởi vì bác là giám đốc bệnh viện. Đấy, khi mà xảy ra những cái đó bác phải chịu trách nhiệm. Đấy, như vậy chúng ta thấy rằng là cái đấy nó sẽ gì à? Drake hoặc ruin his career, tàn phá một sự nghiệp. Thế vậy các bạn thấy là thầy đang dạy rất kỹ các bạn, và có ba cái từ keywords, đó là từ job, từ work và từ career. Và tất nhiên thầy sẽ bổ sung tiếp cho bạn những cái nguồn collocation từ những nguồn từ điển mà thầy đã soạn. Và chúng ta tiếp tục học tiếp này. Khi bạn dùng cái từ job adverse có nghĩa là quảng cáo việc làm. Thế vậy khi mà các bạn tra cái từ này, adverse, danh từ. Advert. Thì cái từ này chính là bằng từ advertisement hoặc advertisement, nó là quảng cáo. Đấy, một cái chuyên mục quảng cáo về việc làm. Đúng không? Đấy. Và chúng ta có thể chỉ viết tắt thế này thôi cũng được. Bạn chỉ viết tắt mỗi hai cái chữ này người ta hiểu đây là quảng cáo, mỗi từ này thôi. Đấy. Ad. Cũng là quảng cáo. Đúng không? Ok. Thế vậy khi chúng mình apply for a job thì chúng ta phải đọc vào những cái quảng cáo việc làm ở trên các trang web hoặc các báo. Người ta sẽ hỏi các bạn, bạn có kiến thức tốt về cái ngành thời trang hay không? Thế vậy chúng ta gạch chân chân nó thành cái từ có kiến thức về lĩnh vực nào đó. Đó là have good knowledge of. Đấy, có kiến thức tốt về cái mảng nào? Bạn có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng hay không? Thế vậy có kinh nghiệm trong lĩnh vực gì? Bạn dùng cái từ have experience in. Và thường khi một cái kinh nghiệm mà liên quan đến cái lĩnh vực bạn apply for thì bạn sẽ có một cái từ đằng trước cái từ kinh nghiệm người ta dùng, đó là từ relevant. Thế vậy have relevant experience in có nghĩa là bạn có kinh nghiệm liên quan đến bạn có phải là người làm việc nhóm tốt hay không thì bạn có từ good team player. Thế còn nếu bạn có khả năng lãnh đạo nhóm tốt thì bạn gọi là team, nó gọi là good team leader. Đấy, còn chúng ta có hai kỹ năng đó là teamwork và leadership chúng mình biết rồi. Nên chúng ta có thể dùng từ là good team player hoặc là good team leader. Đấy, đúng không? Và khi chúng ta xin việc thì bây giờ chúng ta muốn làm việc ở trong môi trường có tính rất là nhiều niềm vui, mang lại chúng ta nhiều niềm vui thì bạn dùng cái từ đó là từ stimulating working environment. Đấy, mà môi trường mà làm việc mà làm cho các bạn rất là excited. Đấy, và rất là cảm thấy rất hứng thú cho công việc. Stimulating working environment. Đấy, thay vì làm công việc nó rất là buồn tẻ. Đấy, thì bạn ngược lại với từ stimulating, đó là từ boring. Bạn có muốn là một phần quan trọng trong một nhóm làm việc không? Thế vậy các bạn từ một phần quan trọng bạn gạch chân đó là từ be an integral part of. Cái cấu trúc này là cấu trúc ta dùng rất nhiều trong writing. Ví dụ khi bạn nói là khi chúng ta đề cao đến cái giáo dục của gia đình, các bạn nói là gia đình là tế bào của xã hội. Đấy, thì bạn sẽ nói là family is an integral part of society. Để các bạn nhấn mạnh đến cái vai trò của giáo dục, đúng không? Giáo dục gia đình rất là quan trọng. Integral. Đấy, ví dụ như là rau và chất xơ là một phần quan trọng trong bữa ăn chẳng hạn. Vegetables are an integral part of our diet. Đấy, integral part of, học cả cụm từ là to be an integral part. Đấy là cái cụm collocation. Đấy, thế còn job satisfaction chúng mình học rồi đúng không? Đấy, thế còn đây bạn có từ generous benefits. Thế vậy khi mà chúng mình làm một công việc mà nó mang lại cho bạn rất nhiều lợi ích không chỉ về tiền, về lương đấy, mà còn về cơ hội thăng tiến, rồi về khả năng học hỏi đồng nghiệp đấy, về triển vọng trong tương lai vân vân, thì bạn sẽ dùng cái từ đó là đúng nhỉ? Giả sử như thầy bảo là công việc engineering hoặc là business offers him generous benefits đấy, mang lại cho anh ta rất nhiều lợi ích. Thì bạn không dùng từ many, ở đây là dùng từ generous, đấy là collocation. Còn từ vacancy vừa nói các bạn rồi, nó đi với từ fill, là cái vị trí này cần phải tuyển. Tiếp tục cái phần C, đấy, thì đây là những thứ mà các bạn có thể nhìn thấy trong công việc. Cái phần này nó rất là dễ, nó liên quan đến một cái, thì cho rằng là cái công việc của bạn đeo ra đây là công việc liên quan đến cái này. Đấy, thì không biết là chúng ta đã làm công việc này chưa. Đấy, nó gọi là clerical. Clerical. Thế vậy clerical làm work, nó gọi là office work, công việc ở trong văn phòng. Đấy, ví dụ như ghi chép sổ sách giấy tờ hoặc là làm thư ký chẳng hạn, thì cái từ clerical đấy, làm công việc nó rất là áp lực, demanding. Và bây giờ bạn thử đọc xem bạn Beller bạn gặp cái áp lực gì nhé. Beller has a job as, đấy các bạn có từ PA đấy, chắc là viết tắt của chữ personal assistant, đấy trợ lý đúng không? PA chắc là personal assistant. PA. Thế bạn chúng ta nhìn vào nghĩa số 2 đúng không? Trợ lý PA. Beller has a job as a PA. Nhìn chung thì vai trò của ấy là phải chịu trách nhiệm trước một ông sếp. Thế vậy bạn có từ take charge of, đấy, phải phụ trách một ông sếp.
Đấy, người mà không có đầu óc tổ chức, not very organized. Một người mà có khả năng đầu óc tổ chức thì bạn dùng cái từ đó là từ methodical. Đấy, methodical hoặc là từ efficient. Đấy, thì đấy là những người làm việc hiệu quả và họ tổ chức công việc rất là tốt. Đấy, nhưng rất không may cho bạn Beller. Đúng nhỉ? Ông ta not very well organized. Và cô Beller phải đảm bảo rằng mọi thứ không có gì sai sót. Và cô ta phải thiết lập các cuộc hẹn, make appointment cho sếp. Ví dụ phải sắp tuần tới là sếp sẽ gặp những ai, phải sắp xếp. Đấy, và cô ta phải đảm bảo rằng sếp phải thực hiện những cái cuộc hẹn này, keep his appointment. Và cô ta dành rất nhiều thời gian để trả lời điện thoại, đấy, những công việc, toàn công việc không tên, đúng không ạ? Và filling telephone call, tức là cô ta phải giải quyết những cuộc gọi theo cái trật tự. Đấy, tự mình giải quyết này, còn cái nào thì quan trọng nhất thì đưa cho sếp này, còn không thì mình phải tự làm. Đấy, tự sắp xếp các cuộc gọi. Đấy. Và khi mà sếp travel đi công tác thì cô ta phải make reservation. Thế vậy make reservation ở đây tức là liên quan đến vấn đề booking vé này, hoặc là transportation này, vân vân. Tóm lại làm sao đảm bảo cái travel đấy nó diễn ra suôn sẻ, go smooth, thì gọi là make reservation. Và khi mà sếp pitching, give presentation, thì cô ta phải chuẩn bị những cái tài liệu cần thiết. Các bạn có từ make preparation, có thể chuẩn bị tất cả những gì cần thiết cho cái buổi thuyết trình của sếp. Đấy, trong đó có cả making photocopies, những cái giấy tờ cần thiết. Và cô ta phải sắp xếp các cuộc gặp. Đấy, để sếp sẽ gặp ai. Đấy, và ghi chép trong cái biên bản cuộc họp, các bạn gọi là take the minute. Cái minute tức là keep official record of meeting, phải ghi chép lại cái biên bản cuộc họp. Những cái gì mà nói trong cuộc họp đó cô ta phải ghi lại. Đấy, Bella là một người rất là well organized, hay là methodical và efficient. Đấy, và cô ta luôn keep record of, thế vậy chúng ta từ keep record of tức là ghi chép lại mọi thứ trong môi trường làm việc. Và cô ta đặt ra mục tiêu bằng từ set targets, đặt ra mục tiêu đấy, cái collocation đấy. Và cô ta luôn cố gắng hết mình để đạt được cái mục tiêu đề ra, các bạn được achieve her goals. Và mỗi sáng thì cô ta phải sắp xếp các danh mục những thứ cần phải làm, thì bạn có từ make a list. Đấy, make a list, đấy, giống từ make a plan, đúng không? Và điều đầu tiên trong ngày hôm nay cô ta làm đó là hand in my notice. Thế vậy, đây gọi là từ chức resign. Đấy, hay đơn giản là đúng nhỉ? Nghỉ việc. Thế vậy các bạn từ hand in my notice là nghỉ việc. Và cô ta không nghỉ hưu ngay, nghỉ hưu sớm, chưa đến tuổi nghỉ hưu mà đã nghỉ thì gọi là take early retirement. Và cô ta cũng có một công việc và là sếp và cũng có thư ký, thế vậy cô ta sẽ gì nhỉ? Go self, chứ này có một cái thuật ngữ thế này, employ. Thế vậy khi bạn tự mở doanh nghiệp và bạn là sếp thì bạn gọi là go self employ. Còn trước đó thì cô ta gì nhỉ? Work for somebody, a company. Đấy, thế còn một hình thức nữa là các bạn sẽ làm cho nhiều công ty cùng một lúc thì nó gọi là free freelance. Đấy, ví dụ các bạn working from home, đấy, các bạn làm nhà báo hoặc là một nhiếp ảnh chẳng hạn, thì bạn sẽ làm việc cho nhiều cơ quan thông tấn báo chí cùng một thời điểm, thì chúng ta gọi là freelance. Thế vậy các bạn từ working for somebody freelance, hoặc là go self-employed, hoặc là be self-employed. Đấy, thì gọi là các bạn tự mở đi. Thế vậy các bạn thấy là chúng ta học một trang và những cái nguồn thể lấy ở đây phải là những nguồn tin cậy. Các bạn không nên tìm những cái tài liệu trôi nổi ngoài thị trường. Đôi khi các bạn không thể, vì là những từ quan trọng cho IELTS về chủ đề này các bạn chả biết nguồn nó ở đâu. Đấy, có khi nó không đáng tin cậy. Cho nên học là phải những nguồn tin cậy. Đấy, xong rồi chúng ta đặc biệt tốt hơn nữa là ngoài cái collocation như thế này thì chúng ta sẽ phải có một cái tài liệu rất quan trọng là từ này, phải có bài tập. Bài tập này sẽ giúp các bạn hiểu từ trong ngữ cảnh. À, chúng ta sẽ làm bài tập. Cho nên là quan trọng nhất là phần bài tập hiểu rồi phải làm. Đấy, thì đây là cách các bạn phải làm, xong thầy sẽ gửi cho bạn phần kia để bạn check. Đúng không? Đấy, chúng ta lại tiếp tục chuyển sang cái bài học tiếp theo trong cuốn English Vocab in Use ở trình độ Advanced. Thế vậy những từ chúng mình học ở đây là những từ ở mức độ C1 và C2. Đấy, và rất cần thiết cho writing và speaking. Mời các bạn học một loạt các collocation này. Chúng ta có từ đồng nghiệp là colleague, đúng không? Đấy, nó có thể thay bằng cái từ đó là từ workmate. Đấy, cũng là đồng nghiệp này. Đấy, hay là co-worker. Tất nhiên chúng ta dùng ở trong các ngữ cảnh khác nhau. Nhưng về cơ bản ba này từ là synonym. Philip is my opposite number. Trong một văn phòng của công ty tại New York. Thế vậy opposite number ở đây các bạn hiểu được số 1 là cùng vị trí. Đấy, có nghĩa là một người, đúng nhỉ? Làm cùng một vị trí công việc. Đấy, opposite number.
và chúng tôi có một mối quan hệ tốt trong công việc, bạn có từ have good working relationship. Đấy, tức là có một cái mối quan hệ rất là quan hệ công việc, thường cởi mở giao tiếp với nhau và làm việc cùng nhau, hợp tác, chia sẻ với nhau, giúp đỡ lẫn nhau, thì cái đấy là have a good working relationship. Và chúng tôi có rất nhiều hợp tác trong công việc hàng ngày. Thế vậy cái từ hợp tác thì dạy các bạn có nói là từ collaboration hay là cooperation hay từ vựng đấy. Các bạn muốn nói và viết được thì bạn phải có vốn từ. Mà có một người đồng cấp như Philip ở một chi nhánh khác là một hỗ trợ rất là lớn. Thế vậy bạn hãy có cái từ là từ counterpart. Thế vậy thì counterpart đây là một cái từ bằng từ opposite number. Đấy. Nhưng nó có formal hơn. Nó có nghĩa formal và nó thường dùng ở trong lĩnh vực chính trị. Ví dụ như là người đồng cấp ở đây, ví dụ như là ông Tổng thống Mỹ, đúng nhỉ, đến Trung Quốc. Đấy. Thì ông Biden sẽ đến gặp, đúng nhỉ, ông Tập Cận Bình. Thì Tập Cận Bình chính là counterpart, chính là người đồng cấp. Thế còn chúng ta có thể dùng từ opposite number thì chỉ cái mức độ nó informal hơn, hoặc trong một cái tổ chức nhỏ như công ty. Nhưng bản chất hai cái từ đó nghĩa giống nhau. Đúng không? Tháng trước thì chúng tôi đón một người sếp mới. Đấy, và sếp nhanh chóng thiết lập một mối quan hệ rất là tốt với mọi người. Đấy, thế vậy các bạn từ establish, những cái từ này các bạn từ học đấy. Good rapport with. Thế vậy từ rapport ở đây các bạn không được nhầm ra cái từ report là từ báo cáo. Từ rapport ở đây cái phụ âm cuối nó bị câm. Nhưng bạn phải đọc là rapport chứ không phải đọc là report. Rapport ở đây nó là từ relationship hoặc là communication. Bản chất ở đây là nó bằng cái từ establish good working relationship with. Đấy, thiết lập một mối quan hệ tốt. Và cô Tam, cô sếp mới là muốn chúng tôi tự chủ trong công việc. Thế bạn có cái từ là take initiative. Chúng ta nhìn vào nghĩa số 6. Thế vậy có nghĩa là chúng ta make decision without being told what to do. Tức là ta tự đưa ra quyết định khi chúng ta làm việc. Đấy, không phải báo cáo ai cả. Mỗi người tự chịu trách nhiệm và có rất nhiều không gian để họ tự đưa ra quyết định. Thì cái đấy gọi là take initiative. Đấy là collaboration, tự chủ. Đúng không? Sáng tạo. Và công ty thì sắp đặt hệ chống hierarchical. Như vậy các bạn nhớ là một cái mô hình công ty thì nó theo sắp đặt theo hình kim tự, giống như kim tự tháp ấy. Đấy, thì các bạn có hệ thống, nó gọi là hệ thống thứ bậc. Thì bạn có từ thứ bậc ở đây, nó là từ hierarchy. Là một cái hệ thống tổ chức mà chia con người theo các mức độ quan trọng khác nhau. Đấy, cho nên là nếu các bạn nhìn vào một cái kim tự tháp đây này, đúng không? Đấy, thì có thể đỉnh tháp ở đây là những cái vị trí rất là cao trong công ty như hội đồng quản trị chẳng hạn. Đấy, board of director. Đấy, cái này gọi là hội đồng quản trị, đúng không? Và sẽ có một người đứng đầu gọi là chủ tịch hội đồng quản trị là chairperson. Và dưới đó có thể sẽ là các giám đốc điều hành CEO. Đấy, hoặc dưới đó nó sẽ là các phụ trách về từng mảng một. Đấy, thì mỗi người đó sẽ là một manager. Manager of sale, manager of marketing, manager of human resource, manager of production, đấy, manager of đúng nhỉ, rất nhiều những cái mảng khác nhau, finance, đấy, và dưới đó có thể sẽ là các người mà quản lý trực tiếp công nhân ở trong mỗi một cái phân xưởng thì chúng ta gọi là supervisor, đấy, và cuối cùng mới đến các employees. Đấy, thì vậy các bạn thấy nó chia theo nhiều các gì nhỉ, level thế này, thì cái đấy nó gọi là hierarchical, tính từ của từ hierarchy. Hierarchical structure, cái hệ thống nó gọi là hệ thống thứ bậc. Và trong hệ thống đó thì không phải mọi người trong công ty này đều được nhận được cái quyền lợi giống nhau. Ví dụ không phải quà thưởng Tết của mọi người túi đều giống nhau, mà có thể sẽ khác nhau hoặc là mức lương khác nhau. Đấy, thì cái đó chúng ta gọi là pecking order. Thế vậy pecking order đấy các bạn hiểu cho cái nghĩa là một cái cấu trúc mà đúng nhỉ, nó sẽ chia cái lợi ích. Đây một cái cấu trúc mà mọi người sẽ có quyền lợi để hưởng những cái lợi ích khác nhau. Đấy, tất nhiên là tùy thuộc vào một số tiêu chí, không phải mọi người đều được san bằng giống hệt nhau. Thì thường có hai cái tiêu chí để người ta đánh giá, để đánh giá, để trả lương hoặc đưa ra những cái lợi ích khác cho công việc. Thứ nhất là người ta dựa trên thâm niên công tác. Đấy, thì các bạn có từ đó là seniority. Cái này gọi là thâm niên. Seniority. Vậy các bạn là một từ mà học được nhiều từ. Thế vậy các bạn từ thâm niên công tác. I had 15 years seniority. And they couldn't find. Đấy, tôi có 15 năm thâm niên công tác, họ không thể sa thải tôi được. Đấy, thì bạn từ seniority thì một nơi họ sẽ trả lương theo seniority. Đấy, tức là dựa trên yếu tố đó thì phải gọi là seniority base. Đấy, còn đằng sau có thể là từ salary hoặc là opportunity for promotion. Thế còn ở một số nơi thì họ dựa trên cái khả năng. Thì các bạn sẽ có cái từ, cái sự đóng góp của cá nhân đó thì chúng ta sẽ có từ đó là từ merit. Như vậy các bạn sẽ có cái từ để chỉ đó là merit based
Đấy, giả sử như là pay, hay việc trả lương dựa trên cái năng lực hay là khả năng hay là hiệu suất cho công việc, như là performance hoặc là cũng như là achievement. Thế vậy các bạn có từ pecking order. Đấy. Và các bạn có từ do job share. Đấy, do job share thì đúng cái nghĩa của nó, tức là hai người cùng làm một công việc. Ví dụ như là 8 tiếng thì mỗi người chỉ làm việc 4 tiếng thôi. Đấy, thì gọi là do job share. Đấy. Văn phòng của tôi sử dụng hệ thống hot desking system. Thế vậy hot desking ở đây có nghĩa là một cái hình thức mà mọi người sẽ không có bàn làm việc riêng, mà mọi người giống như các bạn mang một cái máy tính, các bạn đến quán Starbucks các bạn ngồi ấy. Đấy, các bạn hẹn mấy đứa bạn đến học ấy. Đấy, thì có nghĩa là mỗi bạn thích ngồi một bàn, hoặc hôm nay bạn thích một bàn bài, bạn kia thì bạn bê máy tính sang ngồi bạn kia. Thì trong công ty nó đúng kiểu như Starbucks như vậy, thì nó gọi là hot desking system. Đấy, nó rất phù hợp cho các công ty về technology. Đấy, và tôi thường giao tiếp với đồng nghiệp gọi từ socialize with workmate, là đồng nghiệp đúng không? Đấy. Và chúng tôi cố gắng không nói về công việc, các bạn từ talk shop, đây là một từ informal. Nói về công việc, talk about work. Như vậy các bạn học được rất nhiều collocation hay. Hãy tiếp tục chúng ta lại phát triển tiếp. Nhưng các bạn không cần thuộc, các bạn cứ ghi ở vở thì cứ đọc và nghe đó. Tiếp tục này. Các bạn có cái different work pattern. Các bạn thì xem mỗi người có một cái work pattern khác nhau, mỗi cá nhân này là sẽ có một công việc khác nhau, và qua đó bạn sẽ học được rất nhiều những từ vựng hay. Đấy. Tôi có một công việc khá là chán. Thì bạn tôi làm công việc khá chán là bạn được do mundane task. Có nghĩa là ordinary, not interesting. Thế bạn thì xem cái công việc nào gọi là công việc rất là mundane task. Đấy. Thông thường thì đôi khi tôi phải, thế vậy bạn có từ là phải, đúng nhỉ? Chạy deadline chẳng hạn, là từ meet a deadline. Đấy. Nó rất là áp lực, thường meet deadline rất là under pressure. Đấy. Hoặc là phải tình nguyện làm cái gì đó thì bạn dùng từ volunteer for. Cái từ volunteer cũng là một cái từ mà các bạn nên học, nhưng mà ở cái word form. Bởi vì khi chúng ta viết thì chúng ta phải dùng chuẩn. Thế vậy khi chúng ta dùng cái từ volunteer như thế này thì nó sẽ có hai word form, hoặc là động từ hoặc là danh từ. Nếu danh từ có nghĩa là cái người mà làm công tác tình nguyện. Volunteer. Đúng nghĩa một, đúng không? Đấy, làm việc thì không được trả lương. Còn thứ hai là động từ. Nó cũng động từ đấy. Volunteer. Đấy, volunteer. Volunteer to do something. Để ý cái word form. Cái loại word form tiếp mà bạn hay dùng đó là tính từ. Và nó thường đi với cả một cái danh từ như là từ activity. Như là hoạt động tình nguyện này ha. Thì bạn sẽ có cái từ đó là từ voluntary. Voluntary. Đấy, đây là anh còn voluntary đánh đúng. Voluntary. Voluntary. Cho nên bạn nói là một cái tổ, một cái hoạt động tình nguyện. Thì bạn sẽ có từ này này. She does a lot of voluntary work for the Red Cross. Thế vậy bạn có từ do voluntary work. Đấy, hoặc là participate in voluntary activity. Đấy, thế vậy chúng ta học có thể những collocation như vậy. Và một công việc mà bạn cảm thấy nó có ý nghĩa, không nhất thiết về tài chính, mà có thể các bạn cảm thấy nó được người ta ghi nhận vì những đóng góp của bạn. Ví dụ công ty ghi nhận, cộng đồng ghi nhận, thì bạn sẽ có từ là rewarding. Thế vậy thì rewarding ở đây các bạn hiểu được nghĩa là make you feel satisfied. You have done something important, useful, và done something well, được ghi nhận và được đánh giá cao. Thì gọi là rewarding. Rewarding job. Đấy, đây là một từ rất hay. Còn công việc mà mang lại cho bạn cái niềm vui thì gọi là stimulating. Và các bạn, nếu mà chúng ta có rất nhiều việc phải làm thì bạn dùng cái từ là have a heavy workload. Đấy. Thế còn ngược lại, mà công việc mà áp lực, công việc nó không nhiều, thì bạn thay cái từ heavy này đấy, bằng cái từ đó là từ light. Thì bạn sẽ nói là have light, a light workload, tức là công việc khối lượng không nhiều. Còn heavy tức là rất nhiều. Đấy, đây từ light này cho các bạn này. Thế vậy, đấy là vừa chúng ta xong một bạn đúng không? Đấy, và bây giờ bạn thứ hai. Thì là tôi bắt đầu làm việc vào nhà máy. Đấy, các bạn từ nhà máy, đúng không? Vào lúc 7 giờ. Và tôi làm ca ngày. Thế vậy, bạn có từ to be on day shift là ca ngày. Và công việc rất là mechanical. Đấy, và repetitive. Thế vậy, bạn từ mechanical thì bạn không có gì phải nghĩ cả. Nó giống như là máy móc ấy. Đấy, nó rất là boring. Cái từ mechanical đúng từ boring. Nó không có gì phải sáng tạo cả. Còn từ repetitive là lặp đi lặp lại. Hai cái từ nghĩa khá giống nhau. Đúng không? Đấy, và tất cả những gì tôi nghĩ chỉ là hết giờ làm việc. Knocking off. Thế vậy knocking off ở đây là finishing work informal. Hết giờ làm việc. Và lúc 3 giờ chiều. Và cái ca mà tôi ghét nhất là ca đêm. Có ai thích làm ca đêm? Đêm thì thích ngủ hơn. Làm ca đêm rất là mệt. Tôi làm bắt đầu vào lúc 10 giờ. Đúng nhỉ? Tối và thông đến tận 6 giờ sáng hôm sau. Nói chung đấy là công việc rất là chán. Các bạn thì chán là monotonous.
Thế vậy chúng ta từ mechanical, đấy, boring thì bây giờ chúng ta để có cái từ là monotonous, là từ chán. Đơn điệu. Monotonous. Tẻ nhạt. Monotonous. Monotonous. Đơn điệu tẻ nhạt. Đấy, các bạn hiểu không? Đấy. Rồi đó cũng phải là công việc mà tôi thích. Satisfying job. Tôi thực sự cần một công việc nó có tính thách thức hơn. Thế vậy bạn từ challenging ở đây nó hiểu theo nghĩa tích cực. Đấy, positive. Nó hiểu theo nghĩa tích cực. Challenging thì các bạn hiểu là khó, nhưng đằng sau cái cơ hội đấy sẽ là rất nhiều. Đằng sau cái thách thức đấy sẽ là rất nhiều cơ hội. Cho nên challenging các bạn hiểu theo nghĩa positive. Ok. Tiếp tục này. Tôi có một công việc rất là thành công. Thế vậy cái từ này dạy các bạn là từ glamorous job. Đúng không? Đấy, rất thành công mà chúng ta có cái từ đó là từ brilliant. Đấy, với cả từ glittering. Đấy, các bạn nhớ không? Ở trang trước ấy, bạn mình biết kết hợp lại. Giờ giấc làm việc của tôi thì không dự đoán được, irregular. Đấy, nó thất thường lắm. Và không vào giờ hành chính, antisocial. Các bạn nếu mà khi giờ hành chính thì bạn gọi là social hour. Đấy. Đúng không? Thì cái giờ hành chính đấy thì chúng ta sẽ có cái từ giờ hành chính đó là từ 9 to 5. Vậy 9 to 5 nó có thể là trạng từ hoặc tính từ. Ví dụ bạn nói là bạn làm giờ hành chính thì bạn nói là she didn't like working 9 to 5. Thì 9 to 5 là adverb. Còn nếu dùng tính từ thì bạn sẽ dùng là a 9 to 5 job. 9 to 5 job. Đấy, các bạn có thấy không? Thế vậy đây là giờ hành chính và giờ giấc nó sẽ là social hours. Còn ngược lại sẽ là antisocial. Tôi không bị, tức là phải ngồi sau bàn giấy cả ngày. Nếu bạn đến làm, các bạn thấy một cái giao dịch viên ở ngân hàng, hay các bạn đến công đến ủy ban dân phường, các bạn thấy một cái người làm công việc hành chính thì người ta stuck behind a desk. Thì cái công việc mà stuck behind a desk thì chắc không ai thích cả, bởi vì ngồi một chỗ mãi nó rất là chán, thậm chí nó không tốt cho sức khỏe, đúng không? Đây là phi công mà, và cái chuyến bay dài thì thường nó rất là mind numbing. Thì mind numbing thì rất là boring, nó bằng từ boring ấy. Hầu hết thời gian là máy bay tự vận hành. Và bởi vì là phi công cho nên họ phải làm việc giờ giấc rất là chặt. Đấy, chứ không có chuyện linh hoạt. Cho nên bạn sẽ có cái từ là work to tight schedule. Thế work to tight schedule ở đây các bạn hiểu được nghĩa là cái giờ giấc làm việc rất là nghiêm ngặt. Đấy, không có chuyện linh hoạt. Và ngược lại thì nhiều người hiện tại họ lại muốn một cái công việc có tính linh hoạt. Thì bạn sẽ có cái từ đó là từ flexitime. Cái từ này này. Đấy. Flexitime. Nó gắn cái từ flexible với cả time. Thì flexitime ở đây là một cái system in which people work particular number of hours per week, per month, but they can change times. Thế vậy đây là công việc linh hoạt. Flexitime. Nó ngược lại với từ work to time schedule. Nhưng mà nói chung tôi không phản nàn. Tôi thực sự cảm thấy tiếc cho những người mà stuck in a rut hay là dead end job. Thế vậy dead end, nếu mà các bạn từ dead end vào một con đường hạn, thì đó là cái ngõ cụt. Thì dead end job nó cũng giống một công việc mà nó không có một, nó không có một cái cơ hội, nó không có triển vọng. Thế vậy dead end job đây là một công việc không có triển vọng. Đấy, nó giống cái ngõ cụt. Tương tự stuck in a rut đây là một công việc mà chúng ta bị mắc kẹt vào mà chúng ta không thoát được. Cảm giác như vậy chúng ta nghỉ việc thì chúng ta không tìm được công việc khác tốt hơn. Đấy, thì gọi là stuck in a rut. Tôi bắt đầu sự nghiệp là một thợ kỹ thuật, technician. Đúng không? Thợ kỹ thuật. Và sau khi được đào tạo thì tôi đã làm việc cho công ty phần mềm và sau đó thì tôi đã hợp tác với một người bạn. Các bạn từ go in with là form a business, đấy, hợp tác kinh doanh với người bạn. Đấy, và chúng ta mở một công ty phần mềm, công ty khởi nghiệp. Và hiện tại thì bây giờ thì tôi self-employed. Còn chồng của tôi thì freelance, những cái từ này vừa dạy các bạn. Đấy, anh ta làm việc cho nhiều công ty cùng một lúc. Đấy, thì vậy chúng ta không có cái gì nhé. Các bạn hãy tiếp tục từ cái nguồn này. Xong rồi các bạn hiểu xong về các bạn review lại từ và chat từ điển cho các bạn làm bài tập. Bài tập đó là một cái đặc quyền của các bạn. Nếu không làm thì bạn không để hiểu và nhớ được từ. Nhưng bạn không phải có chuyện là đợi. Thế bây giờ em đang bận thì sau này khoảng một vài tháng em bỏ ra em tự học không? Nếu mà thế thì không có chuyện tự học. Và kiến thức của bạn nó sẽ quên ngay. Đấy chỉ là một cái sự trì hoãn. Mà thường mẫu số chung của tất cả những người thất bại. Các bạn nhớ các bạn, mẫu số chung của những người thất bại. Đó là cái này. Và nếu bạn muốn thì bạn phải triệt tiêu ngay. Đó là từ procrastinate. Đấy, mẫu số chung của những người thất bại. Cho nên thầy hiểu được cái điều này, chứ không bao giờ trì hoãn. Đó làm cái gì phải làm ngay. Đấy, chứ không có chuyện là thôi để mai. Để mai chứ không bao giờ luôn. Procrastinate. Các bạn procrastinate là delay doing something. Đấy. Bạn trì hoãn làm những gì bạn phải làm và thường bạn không muốn. Nhưng mà kiểu gì nó rất là cần thiết phải làm. Cho nên những người mà procrastinate thì thường là ít thành công. Nên chúng ta phải tránh cái điều đó.
Đấy, đúng không? Rồi chúng lại tiếp tục lại một cái nguồn đấy rất đa dạng, thầy giảng giải bạn rất nhanh. Thế vậy bạn có từ job satisfaction. What does job satisfaction mean? Đấy. Có phải chỉ là có một môi trường làm việc dễ chịu, bạn có từ workplace. Thế vậy nơi mà chúng mình làm việc, ví dụ công ty chẳng hạn, thì chúng ta gọi là workplace. Đấy, và cái môi trường làm việc đấy nó dễ chịu, bạn dùng từ pleasant workplace. Đấy. Tiếp tục này, liệu một cái công việc mà run of the mill thì nó có thể mang lại cho người ta niềm vui hay không? Các bạn cái từ run of the mill ở đây thì thầy đã tra từ điển cho các bạn để bạn xem nghĩa là gì nhá. Run of the mill, chắc là thầy này phải gạch một cái đúng không? Run of the mill. Thế vậy các bạn hiểu là not special, not interesting. Đấy, thế vậy một cái công việc rất là ordinary thì có thể satisfy hay không? Thế vậy bạn chỉ hiểu cái từ run of the mill ở đây cũng nghĩa là ordinary. Đấy. Chúng ta ghi một cái từ bên cạnh như vậy. Một số người thì họ sẵn sàng put up with một cái công việc rất là stressful và unpleasant job. Họ sẵn sàng làm công việc mang lại rất nhiều cái tóm lại không có nhiều niềm vui và căng thẳng, và nhưng họ vẫn sẵn sàng bởi vì trong ngắn hạn là họ sẽ đặt cái mục tiêu tài chính ở hàng đầu. Thế vậy bạn có từ short term financial reward. Thế vậy khi mà chúng ta làm mà chúng ta đánh giá cao cái yếu tố là lương là yếu tố quan trọng nhất. Bạn mới ra trường bây giờ bạn muốn tích lũy tư bản, bạn muốn thật có lương thật càng thu nhập càng cao càng tốt để bạn có thể mua nhà mua xe. Đấy, thì chúng ta gọi là financial rewards. Thì các bạn nhớ là khi chúng ta miêu tả một công việc lương cao thì ngoài những cái từ mà chúng biết đó là từ well paid, đấy cái từ này này, thì bạn sẽ có cái từ nữa đó là từ lucrative, đấy để miêu tả một công việc lương cao. Thì thầy gõ cho bạn cái từ đó là từ lucrative, đây là một từ rất là hay. Lucrative. Lucrative job, một công việc rất là well paid job, và cái đấy chúng ta đặt đến đây financial rewards. Đấy. Và khi bạn quản lý một công ty thì bạn luôn luôn phải tập trung vào để ý thành yếu tố đó là staff morale. Đấy, thế vậy staff morale là cái gì? Thì vậy thầy sẽ gõ cho bạn cái từ morale để bạn thử xem là gì nhé. Bạn đọc là moral đạo đức đúng không? Đây là morale. Thế vậy morale ở đây các bạn hiểu theo cái nghĩa là level of confidence, positive feeling, positive feeling hoặc là thậm chí là enthusiasm among the people who work together. Thế vậy cái này gọi là tinh thần làm việc của nhân viên, staff morale. Và nếu tinh thần làm việc nhân viên có thể rất là thấp thì chúng ta phải tìm cách để chúng ta gọi là boost staff morale. There is a need to raise morale in the teaching profession. Raise hoặc là boost, đúng không? Thì bạn thì xem họ đi làm mà họ muốn cái gì thì phải cho họ cái động lực để họ làm việc, thì bạn sẽ dùng cái từ là give somebody incentive to do something. Thì bạn có cấu trúc này này. Incentive. Các bạn hiểu được nghĩa đầu tiên là something that encourage people to work harder. Đấy, bởi vì người ta hiểu người ta sẽ benefit được cái điều đó. Thế bạn phải học được cái cấu trúc là give somebody an incentive, đấy, to do something. Đấy, cho ai một cái động lực. Và các bạn sẽ cần phải, đấy, đúng nhỉ? Và đây bạn nào có thể start morale rất là thấp từ khi công ty tuyên bố đóng băng việc tăng lương. Các bạn từ tăng lương là pay rise. Nếu họ tạm thời chưa đưa ra cái yếu tố tăng lương trong 1-2 năm sắp tới, đúng không? Để công ty tái đầu tư và mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu tư về dài hạn, thì nhân viên, tinh thần nhân viên xuống rất thấp. Người quản lý của tôi thì muốn khuyến khích cái việc làm việc nhóm. Job stability, cái từ này là một từ mà không chuẩn. Cái từ job stability thì các bạn phải thay bằng cái từ để vừa tra từ điển ấy, đó là từ job security. Đấy, cái từ này mới là từ rất là rõ ràng trong bối cảnh job stability không phải là từ chuẩn. Job stability với cả một cái sự nghiệp rủi ro nhưng mà exciting, thì theo bạn cái gì nó mang lại động lực lớn hơn, motivating? Thì cái này tùy từng giai đoạn. Ví dụ các bạn vừa tốt nghiệp đại học thì có lẽ bạn thích một công việc exciting, có thể là high risk. Nhưng nếu sau này các bạn có gia đình thì bạn lại cần một công việc nó gọi là có cái từ steady job hoặc là job security. Cái đấy tùy từng cá nhân. Sam, đúng nhỉ? Sau khi làm việc cho một cái hãng thời trang phát triển rất là năng động, bằng từ fast moving, đúng nghĩa của từ nó là di chuyển nhanh và năng động ấy, thì cô ta quyết định look for a career, tức là tìm việc với một cái dài thời gian giữa gia đình và công việc
nó cân bằng. Thì bạn có từ là better work life balanced. Đây là một từ rất hay vừa chúng ta gặp ở trong cái phần đề IELTS, thì các bạn có từ work life balanced. Công việc của Daniel trong một cái công ty phát triển năng động dynamic. Đấy, nó rất là challenging, có rất nhiều cơ hội. Tất nhiên khó khăn thách thức thì không ai nói rồi, nhưng mà rất nhiều cơ hội. Và nhưng mà nó rất exciting. Thì vậy các bạn có hai cái từ để miêu tả công việc. Claw, không có hứng làm việc. Demotivated. Đấy, sau khi có những thay đổi trong lĩnh vực tài chính. Thế vậy, nếu như bạn có từ motivated là động lực, thì bạn sẽ có từ ngược lại là demotivated. Tức là chúng ta mất hứng làm việc. Demotivating. Đấy, demotivating, demotivated. Và cô ta đã quyết định look to work in hoặc seek a career, tức là tìm việc ở trong một cái lĩnh vực gì đó vì tính sáng tạo như marketing chẳng hạn. Và đây là một số các expression liên quan đến từ working life mà các bạn rất cần để diễn đạt trong writing và speaking. Chúng ta bắt đầu này. Ở nhiều quốc gia thì phụ nữ được phép nghỉ thai sản. Tức là họ nghỉ ở nhà, đúng nhỉ? Và họ sinh em bé Việt Nam chẳng hạn 6 tháng thì bạn có từ đó là maternity leave. Thế còn ở một số quốc gia, đặc biệt ở các nước Bắc Âu, người ta khuyến khích tỷ lệ sinh ấy, bởi vì dân cái tỷ lệ sinh thấp quá đấy. Đấy, thì bạn có từ boost birth rate. Thì người ta đưa ra nhiều cái benefits, trong đó có cả người bố cũng ở nhà khi mà người người mẹ sinh thì người bố cũng được ở nhà một khoảng thời gian, thì nó gọi là paternity leave. Thế còn nếu như mà một đôi vợ chồng mà hiếm muộn mà nhận con nuôi thì người ta có thể cũng sẽ được nghỉ việc để là chăm con trong thời gian nào đó theo cái luật lao động, thì bạn gọi là adoption leave. Còn đó thì người ta vẫn được trả lương, thì bạn dùng từ paternity pay. Đấy. Còn nếu mà các bạn nghỉ ốm thì chúng ta dùng từ sickness. Đấy. Không dùng từ sickness, sick leave. Đấy, nghỉ ốm. Thế còn vẫn được trả lương khi chúng mình nghỉ ốm, gọi là sick pay. What perks hay là extra benefits. Thế vậy cái từ perk ở đây là informal, nó chính là những cái lợi ích thêm, phụ cấp chẳng hạn mà bạn có trong công việc, phụ cấp. Có những lợi ích khác ngoài lương, ví dụ như là bảo hiểm y tế chẳng hạn. Và người lao động thì bao giờ cũng sẽ được nghỉ một cái số giờ hoặc số ngày trong năm, thì bạn sẽ có cái từ là holiday entitlement. Ví dụ như là 4 tuần trong một năm chẳng hạn, để ngày nghỉ phép ấy, thì bạn phải bắt nguồn từ cái từ entitle, động từ trước nhé. Từ này này. Đấy, các bạn học có thầy từ này trước, đó là entitle. Các bạn entitle tức là có quyền lợi, được hưởng quyền lợi. Đấy là đúng nhỉ? Đây chúng ta nhìn này. Full-time employees are entitled to receive health insurance. Đấy, to be entitled to. Cho nên xuất phát từ đó thì bạn có danh từ là entitlement. Cho nên chúng ta có từ là holiday entitlement, tức là nghỉ phép trong năm. Còn một số các sách khác thì người ta dùng cái từ nữa là từ paid vacation. Đấy, cũng là ngày nghỉ phép và vẫn được trả lương. Bạn có nhận được tăng lương đều đặn hay không? Bạn có từ là get regular salary increment. Increment nó là rise hoặc là increase, tăng. Và tăng lương dựa trên cái thành tích của các bạn thì dùng từ là performance related pay rise. Tăng lương dựa trên khả năng. Chúng ta đóng góp càng nhiều, năng suất càng cao thì mức lương càng cao. Hầu hết mọi người đều cho rằng, thế còn từ annual bonus ở đây các bạn gọi là mức thưởng hàng năm mà Việt Nam của chúng ta hay quy gọi thưởng Tết. Tất cả dồn hết vào mấy ngày Tết. Thì các bạn gọi là annual bonus, thưởng Tết. Đấy, thưởng hàng năm. Hầu hết mọi người đều cho rằng họ bị bóc lột. Tức khi mà chúng ta dùng từ bóc lột sức lao động thì bạn dùng cái từ này. Exploit labor. Là cái từ này đúng từ bóc lột sức lao động. Bóc lột sức lao động có nghĩa là người ta phải làm việc quá nhiều, overwork, và được trả lương thấp, underpaid. Đấy, cho nên chúng ta phải nói rõ ra bóc lột nghĩa là overwork và underpaid. Bởi vì suy thoái, công ty tuyên bố là họ sẽ phải cắt giảm. Đấy, thế phải cắt giảm cái đội ngũ giống như là đúng như là Twitter chẳng hạn, vừa được tiếp quản bởi ông tỷ phú thì ông ta sa thải. Hoặc là ông ta yêu cầu các nhân viên phải nghỉ việc. Đấy, còn nếu không thì buộc phải bị sa thải. Thế vậy nếu ông ta phải yêu cầu trước thì anh phải tự nguyện nghỉ việc đi, voluntary redundancy. Còn nếu không chúng tôi buộc phải sa thải anh thì gọi là compulsory redundancy. Redundancy đây bản chất của nó chính là sa thải. Chúng ta có nhiều từ sa thải.
Redundancy. Đấy, một tình huống mà trong đó một người phải rời cái công việc của họ đang làm bởi vì công ty không cần nữa. Thế vậy anh có muốn tự động nghỉ hay là anh muốn tôi sa thải anh? Đấy. Và các bạn thấy, và tất nhiên là người sẽ phải được hưởng những cái lợi ích như là redundancy pay. Redundancy pay. Đấy, và bạn sẽ có một cái cấu trúc tính từ là redundant. Redundant. Bạn sẽ có cấu trúc là make somebody redundant. Đấy là sa thải. Make somebody redundant. Và đó bật từ cái sự sai này là từ fire, to dismiss, to lay somebody off. Đấy, những cái từ này nghĩa là sa thải này. Sa thải đuổi việc. Đấy, hoặc cái từ này nữa cũng là sa thải đuổi việc. Đúng không các em? Thầy đoán là các bạn cũng biết nhiều rồi, như thầy cứ liệt kê ra thôi. Đấy, từ vựng nó phải học đa dạng như thế. Chúng mình học sâu vào. Vừa chúng mình học rất nhiều từ vựng về health and medicine. Đấy, chúng mình học từ vựng rất đồ sộ về work and job. Và sau đó thầy dạy các bạn rất mạnh từ vựng liên quan đến chủ đề về sociology và tiếp tục là psychology, rất mạnh luôn. Tiếp tục trong quá trình đình công strike, đấy, lao động đình công tức là ngừng làm việc ấy, thì phi trường vẫn xoay sở hoạt động nhờ cái đội ngũ nhân viên, cái bộ khung của mình, các bạn, từ skeleton staff, tức là một cái số lượng công nhân tối thiểu để duy trì cái hệ thống hoạt động. Và khi bạn xin việc thì bạn không phải đối phó, không chỉ đối phó với một người phỏng vấn mà bạn đối phó một hội đồng phỏng vấn, các bạn gọi là interview panel, một nhóm người sẽ phỏng vấn ứng viên và mỗi người sẽ phụ trách một cái đánh giá một cái mảng từ ứng viên. Xong rồi chúng mình làm cái tập. Đấy, đấy là đặc quyền của chúng mình. Và bây giờ các bạn sang cái tập cuối cùng để chúng ta có một cái sự hoàn thiện liên quan đến từ vựng workshop. Còn cái này thì sẽ bổ sung tiếp cho bạn từ rất nhiều nguồn nữa. Đấy, chúng ta bắt đầu học này.